Và tiếp theo chúng con xin kính mời cư sĩ Nguyên Hà, trưởng ban hộ niệm Tây Quy Đà Nẵng. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con cung kính kính bái bạch trên quý chư tôn tiền đức tăng ni Quang Lâm chứng minh phương pháp niệm Phật hộ niệm cầu vãng sanh Tây phương Cực Lạc Đà. Dạ, con kính bái bạch đại đức Thích Thành Phú. Con kính thưa thầy dự âm cùng ban tổ chức, cùng quý cha má hình đệ tỷ muội đang tham gia trực tuyến trên đường Zoom thế giới hộ niệm mà. Dạ, hôm nay con được đầy đủ phước duyên, ban tổ chức cho con được chia sẻ tâm đắc về pháp môn hộ niệm mà. Dạ, con xin phép được bắt đầu. Dạ, con kính thưa con thưa cả nhà cho nó gần ạ. Dạ, dạ con kính thưa cả nhà. Vì sao con tìm hiểu pháp hộ niệm? Thì trước đây cũng khá lâu chúng con có một nhóm cộng tu chuyên niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Thì trong nhóm của con có một huynh bị ung thư. Thì trong thời gian huynh ấy bị ung thư thì huynh ấy nghỉ làm việc công ty để về chuyên niệm Phật, nghe pháp cầu vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Thì lúc đó huynh gọi là huynh chuyên, thì con có nghe huynh có chia sẻ với chúng con là lúc huynh lâm chung thì huynh chỉ cần hai vị hỗ trợ cho huynh. Thì sau gần 2 năm thì bắt đầu bệnh huynh đã trở nặng, và lúc huynh gần lâm chung thì chúng con được hộ niệm cho huynh. Thì lúc đó chúng con thấy huynh rất là đau, đau lắm thưa cả nhà. Thì trước đó con được tham gia đường dung thế giới hộ niệm, nhưng con lại tắt camera. Thì con cũng biết được là thầy dự âm có hướng dẫn chúng ta là lúc người bệnh đau chúng ta có thể là khuyến tấn cho người bệnh. Thì con có thưa với huynh trưởng là huynh ơi, huynh có thể là khuyến tấn cho huynh ái một tí để huynh ái vượt cái tâm lên để huynh ái niệm Phật. Thì huynh trưởng con có nói là thôi mình cứ niệm Phật đi thu ăn. Thì lúc đó sau là chúng con cũng ngồi niệm Phật, nhưng mà trong tâm con thấy nó rất là gọi là nó bức rứt. Thì sau đó chúng con 11 giờ chúng con xin phép về. Thì trong thời gian mà con xin phép về thì cái tâm con nó thôi thúc con phải tìm hiểu pháp hộ niệm, tìm cho thật kỹ để con giúp bố mẹ con, giúp người thân của con. Thì trong thời gian con được tìm hiểu pháp hộ niệm thì con lại chia sẻ với bố mẹ con. Thì cuối cùng bố con cũng có phước phần được vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Bố con để lại thọ tướng rất là đẹp, mềm mại, trắng. Và từ lúc bố con vãng sanh Tây phương Cực Lạc thì thôi thúc có tâm con rất là mạnh, niềm tin con tăng trưởng và con có tự tin hơn. Bởi vì con nghĩ bố con là một người gia trưởng, một người là chỉ có tin ông bà, không tin đạo Phật. Nhưng cuối cùng nhờ phương pháp hộ niệm mà bố con đã được những cái lời con tâm nguyện, tâm nguyện của con. Thì bắt đầu chúng con lại lập nhóm con được đi hộ niệm. Thì con tâm đắc nhất là phương pháp hộ niệm là thầy Diệu Âm đã khai thị trên đường dung thế giới hộ niệm. Ngài khai thị là chúng ta là người đi hộ niệm thì chúng ta phải đem cái tâm chân thành chia sẻ với chư vị pháp giới hữu duyên. Bởi vì chúng ta sợ thì chúng ta sợ là chúng ta khinh chư vị. Thì trong lúc đó đạo tràng chúng con có 3 ca có trường hợp bị chư vị nhập thân. Mà ca đầu tiên chúng con rất là ấn tượng, bởi vì lúc đó chúng con chưa có biết là không có một cái sự chuẩn bị. Thì đạo tràng chúng con đang hộ niệm thì có một chư vị nhập thân vào người bệnh. Thì bắt đầu người bệnh nhập thân vào người bệnh và chư vị khóc, khóc dữ lắm, khóc mà lan ra khóc. Xong rồi chư vị rất là sân và rất là dữ. Thì chúng con lại tiếp tục nhờ phương pháp hộ niệm điều giải.
Thì lúc đó lần đầu tiên chúng con rất là run và rất là sợ. Thì chúng con, tất cả đạo tràng chúng con quỳ lên và xin chư vị Phật giới hữu duyên thương tình tha thứ cho người bệnh này. Chúng con tin nhân quả, chúng con đến đây không sang vào nhân quả giữa chư vị và người bệnh này. Thì chúng con cũng tiếp tục phát hồi niệm, chúng con cái năn nỉ chư vị và chia sẻ với chư vị. Dần dần thì chư vị dịu dần lại, xong rồi làm chư vị nhìn tập bảo vệ chúng con đi hồi niệm, là chúng con thường tỉnh mấy cái tình nhỏ chúng con đi. Thì bắt đầu chư vị nhìn thì chúng con cũng có thương với chư vị, là chư vị ơi, đây là nhân duyên thôi, chư vị về trừ buông xuống tha thứ cho người bệnh này. Chỉ cần chư vị phát tâm niệm A Di Đà Phật từ 1 niệm đến 10 niệm thì chắc chắn Đức Phật A Di Đà sẽ đón chư vị về Tây Phương Cực Lạc, bởi vì chư vị không có muốn cái thân. Chư vị cố lên, thì lúc đó là chư vị chắp tay lại và chư vị nhìn tượng Phật và chư vị cười. Và chư vị niệm xong là chúng con thấy chư vị xá như thế này, rồi chư vị đi thì bắt đầu là trả lại người bệnh bình thường. Thì lúc đó chúng con có một cái niềm tin, bởi vì chúng con tâm đắc nhất là thầy âm hay nhắc cho tất cả những ba hội niệm đem lòng thành và phải kính mến chư vị. Thì từ đó bắt đầu chúng con có một cái niềm tin và con tâm đắc nhất là con đã được nghe trên YouTube của Ngài Bùi Hữu Dược. Ngài chia sẻ là những người đi hộ niệm là niềm hộ cho người, là người khỏe niềm hộ cho người ốm. Thì bắt đầu chúng con được đi những nhận ca. Thì mỗi ca nó không có ca nào nó giống ca nào hết. Thì đầu tiên chúng con đi nhận ca, thì con có hay chia sẻ trên người dung 418 là chúng con phải nịnh người bệnh, gọi là nịnh người bệnh, lấy lòng người bệnh để cho người bệnh có một cái sự cảm tình. Thì con thấy pháp hồ niệm tuyệt vời, là bản thân con, ví dụ như con đau hoặc là con bè, thì trong nhóm con có thể là gọi điện cho con, thăm con, thì con cảm thấy cái tinh thần cũng vui. Thì huống hồ cho người bệnh đau, mà nếu người bệnh đó gia đình có phước phần mời ban hồ niệm, thì ban hồ niệm được học nhà từ chư Phật, chư Tổ để lại đồ ngày gì âm nghiên cứu, chúng con được học lại, thì chúng con có thể là tới chia sẻ với người bệnh hoặc là đút nước, massage, chia sẻ nhiều cái vân vân, thì người bệnh có một cái sự cảm tình và họ cảm thấy là họ không có mặc cảm nữa và họ cảm thấy vui. Thì bắt đầu lúc đó chúng con mới chia sẻ tính nguyện hạnh cho người ta. Thì bắt đầu tính nguyện hạnh người ta họ đã vững rồi, chúng con tiếp tục chia sẻ về cái chữ buông. Dạ, thì bên đó người bệnh đã vững vàng rồi nhưng còn chưa bị pháp giới hữu duyên. Dạ, thì chúng con xin qua con thưa cái ca của em Lê Văn Hiền và ca của cô Đặng Thị Hường pháp danh Diệu Hồng là mới vừa rồi. Nếu con nghĩ không có pháp hộ niệm thì ca của em Lê Văn Hiền và ca của cô Diệu Hồng rất là khó. Dạ, thì ca của em Lê Văn Hiền thì chúng con đã trợ duyên tiếp 6 ngày. Thì em đã giúp chúng con. Cho nên từ cái ca của em Lê Văn Hiền mà chúng con nắm được một tí thì chúng con lại tiếp tục hỗ trợ cho cô ca, cô Diệu Hồng. Thì lúc mà em Lê Văn Hiền rất là mê và chư vị pháp giới hữu duyên đã làm chủ bản thân em rồi, thì lúc đó chúng con chỉ cũng lại Phật và sám hối những cái đơn giản, cứ xin chư vị tha thứ cho người bệnh. Dạ, thì sau là cuối cùng mà lúc mà em hôn mê sau thì lúc đó con có thưa với em rất là mạnh. Nguyễn Hà kính thưa em Lê Văn Hiền, giờ em có quyết tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không? Thì em trả lời với con hai chữ, dạ có. Dạ, thì tự nhiên tâm lực chúng con rất là gọi là cảm thấy rất là vui,
Bởi vì cái thân em mê chứ cái tâm em không mê, nhờ gì? Nhờ pháp hộ niệm. Dạ, thì bắt đầu con xưng qua là ca của cô Diệu Hồng. Là ca cô Diệu Hồng chúng con đã hỗ trợ cho cô 5 ngày. Thì hằng ngày chúng con được hộ niệm cho cô. Và cô tham gia đường dung 816 quý hình được gọi là để trợ duyên cho cô có cái niềm tin vững vàng. Thì lúc mà cô trước đó một tháng thì cô đã xả bỏ mối thân nhưng họ mặn chưa hết. Rồi và gần một tháng sau thì bắt đầu cô lại trở lại. Thì cô nhớ là lúc mà thứ ba, khuya thứ ba đó là cô đã thở hơi lên và cô đã bị chư vị nhập thân. Dạ. Yeah. Thì lúc đó chúng con ra hỗ trợ cho cô. Thì qua ngày thứ tư cô cũng bị chư vị nhập thân, gọi là nhập thân mà cô không có chịu niệm Phật. Dạ thưa cả nhà, cô không chịu niệm Phật. Thì chúng con cũng học lại những cái lời của Thầy Duy Âm hướng dẫn chúng con. Thì chúng con lại tiếp tục thưa với chư vị và xin chư vị tha thứ cho cô. Thì cuối cùng là năn nỉ chư vị, rồi chúng con mời chư vị phát nguyện cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì cuối cùng con mới vừa xin phép phát nguyện trước, thì con phát nguyện là A Di Đà Phật, thì chư vị chan vào con chữ A, thì chư vị chữ Di, mà con Đà Phật thì có nghĩa là bốn chữ, chư vị chan vô hai chữ mất. Dạ. Yeah. Thì chúng con cũng tắt cười mà cũng vui. Dạ, yeah, thì chúng con tiếp tục năn nỉ. Cố lên chư vị ơi, con nghĩ tha thứ cho cô Diệu Hồng nha. Cố lên, cố lên. Xong rồi đó là chư vị kìa. Đà, 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 đà. À, thì sau này chúng con tiếp tục. Thì cuối cùng là chư vị niệm một lều như vậy. Thì cô Diệu Hồng trở lại bình thường. Dạ, yeah, cô Diệu Hồng trở lại bình thường thì cô vào hôn mê. Dạ. Yeah. Thì cô vào hôn mê từ sáng thứ năm là 4 giờ sáng đó. Dạ, 4 giờ sáng là bắt đầu cô hôn mê. Mà cô hôn mê là cô thở hơi lên. Thì lúc đó chúng con nghĩ là chắc là cỡ vài tiếng rồi cô xả bỏ báo thân. Dạ, thì chúng con nhờ được phương pháp hộ niệm cho nên chúng con luôn luôn khóa bên tai của cô. Dạ, cô Diệu Hồng ơi, hằng ngày cô đã niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Giờ phút này cô hãy vững vàng niệm A Di Đà Phật đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc cô nhé. Bởi vì cuộc đời quá khổ rồi. Dạ, thì cuối cùng mới lao lao là cô lại... Thì cái sự mà mê của cô nó rất là sâu. Nhờ gì con trân quý pháp của niệm đó. Nhờ pháp của niệm thì chúng con có một cái động lực là cứ tiếp tục. Thì cuối cùng từ thứ năm 4 giờ sáng mà đến 12 giờ thứ sáu khuya 15 phút là cô thở hơi lên, là đúng 20 tiếng 15 phút cô mới xả bỏ báo thân. Mà trước khi cô gần xả bỏ báo thân thì chúng con tiếp tục thưa với cô là con kính thưa cô Diệu Hồng, chúng ta một năm này đã học lý thuyết rồi. Đây là giờ phút cô phải thực hành cô đi làm Phật. Mà cô thực hành là cô phải thực hành cho được. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không khai thị cho chúng ta. Luyện binh trong 3 năm, sử dụng trong 1 giờ, phòng hờ lúc lâm chung là ngày chúng ta ra trận. Vậy bây giờ là lúc cô ra trận, cô niệm từ 1 niệm đến 10 niệm, Đức Phật A Di Đà sẽ đưa cô đi về Tây Phương Cực Lạc. Thì lúc đó chúng con thấy cô dùng hết tâm lực của cô và con thấy mồ hôi cô ở trên này nó toát, thì cô niệm được A. Thì lúc đó chúng con mừng quá là cô A. Xong rồi đó là chữ Di và chữ Đà thì chúng con không nghe, nhưng mà chúng con nhìn thấy cái lực của cô và chúng con rất là mừng. Là cô xả bỏ vào thứ sáu 12 giờ 15 phút. Nếu không có pháp hộ niệm, chúng con không được học thì chúng con không biết, và chúng con cũng nhờ được đi hộ niệm. Nhiều ca mà chư vị nhập thân cho nên chúng con cũng lấy cái lòng mà Thầy Âm hay dạy, phải lấy lòng thành đi vào
phải khiêm cung tự ái, mà như vậy thì có thần thông, nên chúng con lại được những cái lời thầy âm khai thị cho chúng con áp dụng vào và nhờ lòng trí thành ngày âm hướng dẫn chúng con thì được Chư Long Thiên Hộ Pháp bảo vệ giúp đỡ cho các hồ niệm đó. Cho nên con thấy phương pháp hồ niệm bất khả tư nghị, phương pháp hồ niệm tất cả chúng ta chịu nghe, chịu làm, chịu hành thì con nghĩ ai cũng có phước phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc ạ. Dạ con xin phép được đến đây trong lúc con chia sẻ không sao tránh khỏi cái con kính mong tiền quý chư tôn thiền đức tăng ni cùng đại đức thích thành phố và dự âm ban tổ chức cùng quý cha má đệ tỷ muội con nghĩ cho con à. Dạ nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ con xin thành tâm tri ân những lời chia sẻ của cư sĩ Nguyên Hà. Quả thật chỉ có đi hộ niệm thì chúng ta mới chứng kiến được những giây phút cuối cùng đã gặp những sự nhiễu loạn khó khăn như thế nào. Và những kinh nghiệm mà chư vị chia sẻ ngày hôm nay là chúng con sẽ cố gắng để ghi nhớ, lấy đó làm kinh nghiệm của mình. Những điều chia sẻ của chư vị rất là bổ ích và chúng con cũng học được một điều. Chỉ với một lòng thành tâm mà mình có thể điều giải được, hóa giải được tất cả những chướng nạn. Chỉ với một chỉ cần một cái tâm chân thành cung kính là chìa khóa của sự thành công trong hộ niệm. Chúng con xin tri ân các bạn hộ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.